Tiểu thư quạ đen và tiên sinh thằn lằn, nhậm gia luân hóa Iron Man trong câu chuyện ngôn tình hiện đại, xem một tập thôi mà cũng đoán được cái kết. Phản ứng khá tích cực dành cho những tập đầu tiên của tiểu thư quạ đen và tiên sinh thằn lằn với sự kết hợp của Hình Phi và nhậm gia luân. Nhậm gia luân trở lại với dòng phim ngôn tình hiện đại qua tiểu thư quạ đen và tiên sinh thằn lằn. Với sự kết hợp cùng với Hình Phi, phim mới của nhậm gia luân lập tức leo lên top 4, những phim chiếu mạng ăn khách nhất vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Danh tiếng của Nhậm Gia Luân vẫn leo vùn vụt, một phần vì anh nhận về quá nhiều tình cảm trong những phim trước như Cẩm Y Chi Hạ. Trong Tiểu thư quạ đen và Tiên sinh thằn lằn, Nhậm Gia Luân thủ vai Cổ Xuyên, chàng tổng tài vì một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, anh ấy đã phải chịu tổn thương nặng nề và phải phẫu thuật để thay thế bằng một trái tim nhân tạo. Vì trái tim nhân tạo này mà anh không thể sống, ăn uống và hoạt động như người bình thường, không thể hoạt động mạnh mẽ, không thể có những niềm vui nỗi buồn, thậm chí không biểu lộ cảm xúc. Cuộc sống của Cố Xuyên tưởng chừng cứ mãi tẻ nhạt cho tới khi anh gặp gỡ Khương Tiểu Ninh. Cô nàng trợ lý đã phải chịu bi kịch và vận may dường như bị nguyền rủa. Mọi người đều gọi là cô gái kền kền, nhưng cô lại rất trân trọng những người bên cạnh mình. Nhân vật Cố Xuyên của Nhậm Gia Luân mang một trái tim nhân tạo, đôi khi nhịp tim tăng cao còn có thể phóng điện, làm nhiều người không khỏi tưởng tượng anh giống với Iron Man. Với cốt truyện, tổng tài lạnh lùng tình cảm với cô nàng dễ mến, hoạt bát, người xem gần như có thể đoán biết luôn được phần sau của Tiểu thư quạ đen và Tiên sinh thằn lằn sẽ diễn biến ra sao. Chắc chắn Cố Xuyên biết mình không có thể sống được bao lâu, sẽ tìm cách rời xa và gây mâu thuẫn với Tiểu Ninh. Nhưng qua bao sóng gió cuối cùng họ lại có thể về bên nhau như bao phim ngôn tình khác. Thế nên fan của Nhậm Gia Luân không coi Tiểu thư quạ đen và Tiên sinh thằn lằn thực sự là một phim bạo hồng của anh chàng. Có lẽ việc ngắm nhìn hình tượng Nhậm Gia Luân trong tạo hình nam tính và chuẩn men cũng quá đủ rồi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!